Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Văn hóa và Lịch sử ngày hôm nay. Trong chương trình Nói chuyện lịch sử, mời các bạn đến với câu chuyện Danh tướng đã hiến kế giúp Ngô Quyền bày trận trên sông Bạch Đằng. Các bạn thân mến, với những ai đam mê lịch sử, đặc biệt là lịch sử dân tộc, đều biết đến Ngô Quyền với chiến công hiển hách năm 938 tại sông Bạch Đằng. Nơi đây đánh dấu chiến thắng quan trọng của quân và dân ta trước quân Nam Hán. Nhưng để có được chiến tích huy hoàng với trận địa cọc ngầm hiểm yếu, vẫn còn nhiều điều chúng ta chưa biết. Sau các tìm tòi nghiên cứu thông qua các bài viết về trận Bạch Đằng, kênh Văn hóa và Lịch sử xin gửi tới quý độc giả những câu chuyện, những khía cạnh chưa được lịch sử đề cập tới. Đó là danh tướng đã hiến kế giúp Ngô Quyền bày trận trên sông Bạch Đằng. Các bạn thân mến, sông Bạch Đằng xưa là con sông rộng lớn, sông sâu sóng dữ. Khi nước thủy triều lên, cảnh quan khu vực sóng nước mênh mông hùng vĩ, xen kẽ các chòm đá vôi cao vút, hai bên bờ là rừng cây bao phủ, nên sông còn mang tên nôm, giản dị là sông rừng vì địa thế rất hiểm yếu. Trong các sách cương mục có đoạn mô tả như sau: sông rộng hơn 2 dặm, ở đó núi cao ngất, nhiều nhánh sông đổ lại, sóng cồn man mác giáp tận chân trời, cây cối tùm che lấp bờ bến. Đời sau có nhiều nhân vật danh tiếng đã viết về sông Bạch Đằng, như vào thời Hậu Lê, khi qua sông Bạch Đằng, Nguyễn Trãi đã có câu tả về dòng sông ấy như sau: cửa sông sung yếu do trời đặt, hai người chống cả trăm người, những bậc anh hùng xưa kia từng lập công ở đất này. Các bạn thân mến, những dữ liệu về cuộc thủy chiến trên sông Bạch Đằng trong chính sử không có nhiều, gia sử và thần tích cũng như truyền tụng trong dân gian cho chúng ta biết thêm một số chi tiết quý. Theo đó, việc bố trí trận địa đánh giặc không chỉ dựa vào địa hình thiên nhiên mà còn biết lợi dụng cả chế độ thủy triều và vùng cửa sông, vùng hạ lưu sông Bạch Đằng được Ngô Quyền chọn làm chiến trường chính cho trận quyết chiến. Các bạn thân mến, theo truyền thuyết và nội dung của một số thần tích, Dương Tam Kha chỉ huy đạo quân bên tả, Ngô Xương Ngập và Đỗ Cảnh Thạc chỉ huy đạo quân bên Hữu Ngạn mai phục ở hai bên bờ sông để cùng phối hợp với thủy binh đánh tạt ngang vào đội hình quân địch và sẵn sàng tiêu diệt số quân địch trốn chạy lên bờ. Các nhà nghiên cứu lịch sử còn suy đoán rằng ngược lên phía thượng lưu có lẽ có một đạo thủy quân mạnh phục sẵn làm nhiệm vụ chẹn đầu, chờ khi nước xuống sẽ xuôi dòng đánh vỗ mặt đội quân binh thuyền của địch. Chính sử viết như sau: Ngô Quyền nghe tin Hoàng Tháo sắp đến, bảo các tướng tá rằng: Hoàng Tháo là đứa trẻ khờ dại, đem quân từ xa đến, quân lính còn mỏi mệt, lại nghe công tiễn đã chết, không có người làm nội ứng, đã mất phía trước rồi. Quân ta lấy sức còn khỏe, địch với quân mệt mỏi tất phá được. Nhưng bọn chúng có lợi ở chiến thuyền, ta không phòng bị trước thì thế được, thua chưa biết ra sao. Nếu sai người đem cọc lớn và đầu nhọn bịt sắt đóng ngầm ở trước cửa biển, thuyền của bọn chúng theo nước chiều lên vào trong hàng cọc, thì sau đó ta dễ bề chế ngự, không cho chiếc nào thoát ra, định kế rồi bèn cho đóng cọc ở hai bên cửa biển. Các bạn thân mến, về người đã hiến kế cho Ngô Quyền chặn đánh giặc ngay từ khi chúng theo đường biển tiến vào nước ta, đó là tướng Tiểu Công Hãn, quê ở Phong Châu, nay thuộc Phú Thọ, xuất thân từ gia đình có thế lực nhiều đời, làm hào trưởng tại vùng này. Cha là Kiều Công Chuẩn, ông nội là Kiều Công Tiễn. Kiều Công Tiễn là hào trưởng ở Phong Châu, sau theo Dương Đình Nghệ làm tướng và trở thành con nuôi của họ Dương. Trong cuộc kháng chiến đánh đuổi quân Nam Hán xâm lược do Dương Đình Nghệ lãnh đạo từ cuối năm 923 đến năm 931, Kiều Công Tiễn có đóng góp công sức, tuy nhiên về sau vì ham quyền vị mà vào tháng 3 năm Đinh Dậu 937, Kiều Công Tiễn đã giết chết cha nuôi để đoạt chức tiết độ sứ. Hành động của Kiều Công Tiễn khiến trong nước bất bình, nghe tin con rể Dương Đình Nghệ đang dẫn quân ra báo thù, Kiều Công Tiễn hoảng sợ sai người sang Nam Hán cầu viện. Người con trai là Kiều Công Chuẩn can ngăn cha không được, đã viết thư kể tình hình quân Nam Hán sắp kéo sang, rồi sai con là Kiều Công Hãn mang vào Ái Châu, tức Thanh Hóa ngày nay, đưa tận tay Ngô Quyền, sau đó dẫn hai con nhỏ là Kiều Thuận và Kiều Công Dĩnh đi ở ẩn. Thấy Ngô Quyền lo quân ít, định chiêu mộ thêm quân để chống giặc, Kiều Công Hãn khuyên rằng:
Nam Hán là một nước nhỏ ở vùng duyên hải, nhân nhà Đường tan rã mà nổi lên chiếm một vùng đất ở phía đông nam mà dựng thành nước, quân đội mạnh về thủy chiến. Nếu sang nước ta, tất chúng sẽ lấy đường biển mà tiến qua sông Bạch Đằng để vào Đại La. Ta nên bày trận đánh chúng ngay khi mới vào cửa sông Bạch Đằng. Ngô Quyền khen kế đó là hay, liền nghĩ ra thế trận cọc ngầm trên sông Bạch Đằng để tiêu diệt giặc. Trước thủ trong giặc ngoài, Ngô Quyền chủ trương diệt nội phản trước. Ông sai tướng Phạm Bạch Hổ nhanh chóng đem quân đánh úp Đại La, giết chết Kiều Công Tiễn, rồi tự mình dẫn quân ra Bắc, cho Kiều Công Hãn làm tiên phong, mang thủy quân vượt biển ra xây đồn trại ở vùng Lương Sâm. Các bạn thân mến, trong trận đại thắng trên sông Bạch Đằng, Kiều Công Hãn có nhiều công trạng, nên khi Ngô Quyền lên ngôi vua, lập ra nhà Ngô vào đầu xuân năm Kỷ Hợi 939, đã phong cho ông chức đề sát. Về sau, ông cùng với một số tướng lĩnh khác có công lật đổ Dương Tam Kha, đưa Ngô Xương Văn lên làm vua, lại đón Ngô Xương Ngập về cùng coi việc nước nên được phong chức giám quốc. Các bạn thân mến, khi hai vua Ngô lần lượt qua đời vì bệnh tật và bị tử trận, trong nước loạn to, các sứ quân nổi lên đánh lẫn nhau, Kiều Công Hãn đem quân bản bộ rút về quê hương chiếm cứ Phong Châu và hai châu lân cận xưng là Kiều Tam Chế, trở thành một sứ quân cát cứ. Sau này bị Đinh Bộ Lĩnh đánh bại, thành Phong Châu thất thủ, Kiều Công Hãn dẫn theo mấy chục tàn quân tìm đường chạy vào Châu Ái để liên kết với sứ quân Ngô Xương Xí để tính kế lâu dài. Nhưng khi đến vùng An Lá, đến đây thì bị thổ hào địa phương là Nguyễn Tấn dẫn thân binh ra đánh. Ông bị thương chạy đến An Lũng thì mất. Hôm đó là ngày 10 tháng Chạp năm Đinh Mão 967. Ở nhiều địa phương người dân lập đền thờ Kiều Công Hãn, dân chúng suy tôn ông là thần Long Kiều. Các triều đại phong ông là Long Kiều Linh Thánh, chiêu ứng quốc công. Các bạn thân mến, sau khi bố trí xong trận địa cọc ngầm, điều quan trọng là phải tính toán làm sao dụ thuyền giặc đi vào đó khi nước triều dâng lên, ghim chân chúng đến khi nước rút để lộ ra những cọc nhọn thì kế sách diệt giặc mới thành công. Đây chính là điều kiện có tính chất cực kỳ quan trọng, quyết định sự thắng thua với quân xâm lược. Và đảm trách nhiệm vụ đặc biệt này là những anh hùng xuất thân từ chốn thôn quê. Trong số đó, những tướng lĩnh đóng góp và lập công lớn bậc nhất của trận Bạch Đằng lịch sử, người ta xếp Nguyễn Tất Tố đứng đầu. Ông chính là người chỉ huy đoàn, Ông chính là người chỉ huy đoàn thuyền Nhự Quân Nam Hán lọt đúng vào trận địa cọc, đúng thời điểm, đúng vị trí, theo đúng kế hoạch. Nguyễn Tất Tố giỏi tài bơi lội, quê ông ở Gia Viên, nay thuộc Nội Thành, thành phố Hải Phòng. Khi biết tin Ngô Quyền về vùng ven biển Đông Bắc chiêu mộ thêm lực lượng để đánh giặc, Nguyễn Tất Tố cùng bạn là Đào Nhuận và một số trai tráng trong làng rủ nhau theo đầu quân. Vốn là người thạo đường đi, lối lại, thông thuộc con nước sông Bạch Đằng, Nguyễn Tất Tố và Đào Nhuận được Ngô Quyền tin tưởng giao nhiệm vụ tìm hiểu về quy luật thủy triều, các địa hình hiểm yếu để bố trí phục binh. Nguyễn Tất Tố đã dùng thuyền đưa các tướng lĩnh được Ngô Quyền cắt cử đến tận thực địa xem xét con nước, các nhánh sông, những nơi rừng rậm hai bên bờ để chọn chỗ đặt phục binh, che giấu thuyền bè, đắn gỗ, đóng cọc. Đến khi thuyền giặc Nam Hán đang tiến xuống phía Nam, Ngô Quyền họp chư tướng bàn kế sách đối phó. Trong cuộc họp ấy, Nguyễn Tất Tố đã bước ra tâu xin được tình nguyện làm người dẫn nhử quân giặc vào trận địa cọc mà quân ta đã bố trí sẵn. Mọi người hỏi Nguyễn Tất Tố thì ông đáp rằng: "Vùng sông nước này tôi rất quen thuộc, biết được lúc lên, lúc xuống. Nay muốn giặc mắc bẫy thì chỉ có cách dùng thuyền nhỏ ra khiêu chiến, chọn đúng thời khắc thích hợp thì giả vờ thua bỏ chạy. Bọn giặc vốn kiêu ngạo, tưởng quân ta thất thế tất sẽ hùng hổ đuổi theo. Ta sẽ dụ chúng vào bãi cọc, đến khi nước rút nhanh thì thuyền chuyến của chúng như những con cá mắc cạn, lúc đó sợ gì mà không phá được giặc." Nghe ông nói như vậy, Ngô Quyền mừng lắm, giao cho Nguyễn Tất Tố một đội thuyền chiến nhỏ với nhiệm vụ đánh thật mà giả, giả như thất trận thật. Mang trọng trách được giao, Nguyễn Tất Tố đã hoàn thành xuất sắc đội thuyền chiến nhỏ thao tác linh hoạt do ông chỉ huy, đã tấn công dũng mãnh vào đội thuyền của giặc khi chúng vừa vượt biển tiến vào mạn sông Bạch Đằng, khiến giặc bất ngờ.
Tuy nhiên, tự tắc rằng đoàn thuyền nhỏ như những lá tre ấy làm sao lại chống được con thuyền to lớn, tướng giặc Hoàng Tháo thúc chiến, và đó cũng là lúc Nguyễn Tất Tố vẫy cờ ra hiệu vờ thua bỏ chạy, làm cho sự kiêu ngạo của giặc tăng cao, được thể ồ ạt đuổi theo, tiến vào bãi cọc mà không hề hay biết. Các bạn thân mến, khi nước sông bắt đầu rút, Ngô Quyền chỉ huy đại quân từ ba phía, thủy bộ phối hợp đổ ra đánh. Quân Nam Hán bị rối loạn, phải tháo chạy ra biển. Thuyền chiến của chúng va vào cọc nhọn bị chìm đắm, rồi bị những bè lửa ngùn ngụt cháy lao đến thiêu đốt. Nguyễn Tất Tố cùng chỉ huy các thuyền nhỏ đánh quật lại. Sự phối hợp nhịp nhàng đúng theo kế hoạch, với việc truy kích quyết làm cho quân Nam Hán hoảng sợ, bỏ thuyền nhảy xuống sông, phần bị giết, phần bị chết đuối, thiệt hại đến quá lửa, chủ tướng giặc là Lưu Hoàng Tháo cũng bỏ mạng tại trận. Đào Nhuận là phụ tá đắc lực của Nguyễn Tất Tố. Tư liệu về nhân vật này rất ít ỏi, chỉ biết rằng ông cùng quê với Nguyễn Tất Tố ở làng Gia Viên, vốn là một dân thường, quen nghề trải lưới, lấy thuyền làm nhà, lấy sông nước làm nơi kiếm sống. Biết Đào Nhuận là người thông thạo địa hình địa vật, Ngô Quyền đã sai ông và Nguyễn Tất Tố dẫn đầu một lực lượng đi trinh sát, thăm dò con nước, các nhánh sông, bờ bãi quanh hai bờ sông Bạch Đằng để bố trí quân mai phục. Trong trận đại chiến trên sông Bạch Đằng, Đào Nhuận điều chiến thuyền cùng với Nguyễn Tất Tố dụ giặc, sau đó phối hợp với các cánh quân trên bộ của tướng Phạm Bạch Hổ được bố trí tấn công giặc tại một địa điểm bên sông. Ông đã chỉ huy đội thuyền của mình chiến đấu rất dũng cảm, nhanh nhẹn, góp phần vào chiến thắng chung, ghi nhớ công tích những người anh hùng của quê hương. Sau này, người dân ở vùng Duyên Hải, miền Đông khi lập đền thờ Ngô Quyền còn phối thờ một số tướng lĩnh, trong đó có Đào Nhuận, Nguyễn Tất Tố. Các bạn thân mến, có thể nói trận chiến sông Bạch Đằng tiếng tăm lừng lẫy chỉ diễn ra trong một ngày, khúc sông loang đỏ máu giặc thù. Đặt trong bối cảnh nước ta nằm dưới ách đô hộ, Bắc thuộc kéo dài cả ngàn năm mới thấy được hết lịch sử vĩ đại của trận đại thắng Bạch Đằng. Đây được coi là trận chung kết toàn thắng của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống Bắc thuộc, giành lại độc lập cho dân tộc, mở ra thời kỳ độc lập tự chủ lâu dài, xây đất nước trên quy mô lớn. Các bạn thân mến, video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu thấy video hay, hãy ấn nút like, nút subscribe và chia sẻ video của kênh Văn hóa và Lịch sử cho bạn bè cùng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.